Trưa ngày 9 tháng 12, ông Nguyễn Văn Hiệp, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Rồng Ông Tố cho biết, nhà trường đã họp và ra quyết định kỷ luật tạm dừng học tập 1 năm đối với 2 nam sinh đặt máy quay lén trong nhà vệ sinh tại trường. Tại cuộc họp có nhiều luồng ý kiến đưa ra về việc xử lý sai phạm của 2 nam sinh. Có ý kiến cho rằng tạm dừng học 1 tuần, có người cho rằng nên tạm dừng học 1 tháng. Tuy nhiên, đại đa số thống nhất với hình thức kỷ luật tạm dừng học tập 1 năm đối với 2 nam sinh này. Theo ông Hiệp, nếu dừng học 1 tuần, đây là khoảng thời gian quá ngắn để các em nhìn lại sai lầm của bản thân. Hơn nữa, khi đi học, các em khó có thể đối diện với mọi người bởi những gì các em đã làm. Nếu nghỉ học 1 tháng, đây là thời điểm các em thi cuối kỳ, việc nghỉ học đồng nghĩa với việc các em không có kết quả học kỳ 1. Trước đó, vào ngày 3 tháng 12, nhà trường đã tổ chức buổi chia sẻ thông tin về sự việc đối với 2 gia đình nam sinh, 12 gia đình nữ sinh có liên quan. Cuộc họp có sự tham dự của công an. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.